Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về set AK47 Glory. Vừa vào game thì VNG đã đập ngay vào mặt cái bảng thông báo nhận set súng Glory free rồi. Gắt VL. Ơ sao lại Kuri Champion S1 thế này? Cứ tưởng là giống với cây Kuri kia. Cạn lời. Đây là cây Kuri trong range nhá. Cây này thì hiện tại nhận free ở range thì nó sẽ được tăng mắt thiên phú chúng. Đây mình lắp vào chém cho nó sướng ấy. Thế đấy nào lộ hàng rồi. Ok, sẽ đứng im này. Quẩy lên đấy. Úi dồi ôi, yếu quá. Tơ đông rồi. Tơ nó thoát bà nó rồi. Cái định mệnh nó luôn. Sau lưng này. Úi dồi ôi. Vâng. Bán hình. Đâu hết rồi. Lầy thì bán ấy. Một trận xong rồi. Trận này zombie nát rồi anh em ạ. MG này, M4 VIP này. Bao nhiêu đường đạn nó xã vào mặt. Ui dồi ôi. Đau không? Đau lắm cơ. Vâng, lục bắn thôi nó cũng cảm giác là cái định mệnh chúng mày hành tao vừa thôi chứ nhỉ. Ok. Mọi người hình thế đủ rồi, chúng ta sẽ đi cận chiến. À, bay nhảy. Úi dồi ôi, chân dài. Lầy thì chân dài này. Con lợ này. Gì đây? Tính bú liếm cái gì đây? Úi dồi ôi, bật cái đấy lên thì có tác dụng gì? Ba ơi, ba xoay mông lại. Một mả đạn ở sau nó chĩa vào mặt. Chết nhầm, chĩa vào lưng cái kia thì làm sao mà sống được. Lầy, cây định mệnh Tula 93. Đây rồi, còn con này nữa. Úi dồi ôi, lỡ tay. Suýt tí nữa thì kết thúc trận đấu rồi. Tiếc quá. Còn 22 giây. Úi dồi ôi. Cái định mệnh nó luôn. Vâng, gần hết giờ rồi. Vẫn cố gắng nhoi với đời. Ý, làm gì? Rồi, ôi. Vẫn hết giờ rồi. Khổ. Trận này anh em bán tỏi, bán hình gắt quá. Vâng. Thằng này nó vẫn cố anh em ạ. Trong khi chỉ cần một đao thôi nó có thể giúp nó sang trận khác ngay và luôn rồi. Nó nhanh gọn, nhẹ nhàng mà lại tình cảm. Lại có trận mới, lại quay tay thủ dâm như thường. Rồi. Ui dồi ôi. Sao tơ lẻ loi này. Thôi xong rồi. Thùng hàng chính thức bye bye. Ui rồi. Trận này zombie hơi bị đông nhá. Cái gì đây? Lừa tình à? Lầy. Ơ. Cái đậu xây. Nó tính lừa nó là cận chiến. Ui rồi. Gì đấy bạn tơ? Bạn thích xem TV không? Nhìn mặt như này biết là có. Ui rồi. Làm gì căng vậy? Vâng, hai chân dài đuổi theo luôn. Cái độ đẹp dài nó phải gọi là level max rồi. Ui trời ơi. Chân dài, ô double kill. Cái định mệnh. Ui trời ơi, cảm ơn các bạn nha. Vâng, tuy mình đẹp dài như này thì không đến lượt các bạn đâu. Khó lắm. Ui trời ơi, sao rớt rồi này. Sau lưng này. Sau lưng. Không biết thế nào mà cận chiến luôn. Tí thế. Lầy thì chạy lầy. Cái khẩu này nó mạnh quá anh em ạ. Tầm này đứng đây thì một mình tao ăn tất bằng cả đất xung quanh thôi. Rồi. Úi dồi ôi. Mấy con cương thi chỉ là máu giấy thôi. Ơ, sao bắn mãi không bắt máu này này. Cút, cút ra cho người ta thể hiện xem nào. Úi dồi ôi, nãy bật giáp à. Vâng, thế đấy, nào bắn không mất tí tiết nào. Còn 3 thằng. Double kill đến từ iPhone 7 Plus HD. Gắt VL. Vâng, bạn ấy bắn zombie cực kỳ chất.
Và chơi giòm cũng chất nốt. Ơ kìa, tí nữa là ăn rồi. Sao có cái kiểu người két. Ý, vẫn cố la liếm. Ai, đuổi cái quần què. Bố mày nghe mày đi phía sau lưng rồi. Còn lợn lẩy. Ăn mình dễ vậy á. Top rồi. Mình sẽ cố gắng nghịch ngu cận chiến chứ không lấy top nha. Đi cận chiến nó vui hơn. Cầm cái set này dao ấy thì nó cũng dễ cận chiến, mà cái súng nó cũng dễ. Tại vì mình cái định mệnh, mình cảm giác cái báng súng của nó đâu, cái đầu súng của nó rất là to và dài. Mình thì rất thích những cái khẩu súng nào vừa to vừa dài, đặc biệt là cái cận chiến. Ui trời ơi, một màu xanh xanh. Có thêm màu màu đỏ. Toàn súng xanh thế này. Ơ kìa. Ơ. Bố mày lại đảo vậy. À, cận chiến đi, cận chiến đi. Cận chiến đi. Ui trời ơi. Ăn mình đâu dễ vậy. Úi dồi ôi, tí nữa thì cho nó sấp mặt rồi. Giết nó. Đúng rồi. Anh em đâu, tập trung 500 anh em. Hiếp nát cái thằng này cho mình. Những thằng khác bỏ qua. Cái gì vậy? Bố mày chưa lên mà bắn căng vậy. Úi dồi ôi. Thôi xong rồi, hai bên nó bắn. Cái định mệnh cơ. Thằng kia được đấy nhá. Ờ, cái định mệnh khôn thế. Này thì khôn lề. Còn hai thằng hero ở đầu kia, tận hai thằng, mình cứ tưởng là một thằng cơ. Ok, quẩy thôi. Lung linh là phải lên luôn, lên tơ. Đúng rồi, hai con hero đứng với nhau như này thì chỉ có tơ mới xử được thôi. Ui dồi ôi. Nhảy mic ạ. Đùa. Khổ. Ui dồi ôi. Tí nữa. Ui thật không xong rồi. Biết ngay mà. Vâng, nấp vào tường kiểu gì cũng sấp mặt. Tiếc quá. Tớ đâu rồi. Nó yếu hết cả hai thằng rồi. Đâu, thằng thứ hai thì không biết chứ thằng chém dao thì nó yếu lắm rồi. Cầm tơ phế quá. Khổ. Bao nhiêu, cả phòng bao nhiêu niềm tin đặt vào tơ thì nó nát hết. Cái éo gì vậy? Vâng, thích flat à. Ủa ôi, nó nhảy lên được luôn kìa. Vai xoài. Căng vậy. Lại cái bạn đang bro 44 đâu 1546. Bạn ấy rất là gắt luôn. Đang pro. Bạn ấy chơi tơ rất là pro. Nằm xuống đấy. Ơ kìa. Tí nữa thì ăn được rồi. Bình tĩnh xem nào. Từ từ bạn ơi. Ui dồi ôi, không ăn được. Phí thế. Trận này lại ít dùm bài rồi. Chắc nốt trận này mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Ui dồi ôi. Để nó mút kill nãy giờ. Ừ, nó lấy top rồi. Khổ. Ui dồi ôi, phí thế. Cương thi này. Đông VL. Vâng, bưởi đấy bạn ơi. Cua ghẹ các kiểu đây. Đông VL. Ôi, sao nằm xuống hết rồi. Cái đi mệnh. Cứ tưởng là cao to, chân dài các kiểu. Vâng, mang cho mình hai quả bưởi cực kỳ nặng. Chị ta đã phải nằm xuống rồi.
quá đen, chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ viện sai chỗ rồi. Tại sao thì úi dồi ôi, phẫu thuật thì nên tìm những cái chỗ mà uy tín nhá. Úi dồi, khai định mệnh sờ những cái quả chết nó ngu người ấy nhỉ. Mời vào đây. Úi dồi ôi, tao đã sợ mày quá cơ, yếu rồi. Cầm bom làm gì vậy? Lấy thì cầm bom lấy. Sao lại tia chớp đi nhanh nhỉ? Đi nhanh hơn cả con Venus luôn. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.